Sáng hôm nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Điện Biên đã tổ chức thi lại môn thi địa lý cho 117 thí sinh tại điểm thi trường trung học phổ thông huyện Điện Biên. Việc triển khai thi lại được thực hiện nghiêm theo đúng các quy định với an ninh được thắt chặt và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Các em đã hoàn thành bài thi trong thời gian 50 phút. Đa phần các em đều nhận định đề thi dự phòng không quá khó so với đề thi chính thức và cơ bản đều làm được bài. Trước đó vào ngày 10 tháng 8 tại điểm thi trường trung học phổ thông huyện Điện Biên đã xảy ra sự cố tại 7 phòng thi môn địa lý. Cán bộ coi thi đã phát chậm đề thi cho thí sinh khoảng từ 3 đến 5 phút. Đối với các giáo viên để xảy ra sự cố, Ban chỉ đạo kỳ thi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy chế. Mới đây, Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị thương mại trên địa bàn thành phố cần chuẩn bị hàng hóa thiết yếu tăng gấp 3 lần so với bình thường, đảm bảo bình ổn giá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, kể cả trong những trường hợp tăng đột biến. Việc dự trữ này tùy thuộc vào từng nhóm mặt hàng như là mặt hàng gạo, mì tôm, lượng dự trữ tăng lên nhiều hơn tại siêu thị hay tại kho của doanh nghiệp. Với mặt hàng trứng hay thịt, phía siêu thị cần ước tính với nhà cung cấp để chủ động cung cấp trong trường hợp nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Hiện nay do tác động của dịch Covid-19 nên Hà Nội không tổ chức được các chương trình hội chợ và các tuần hàng. Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Chính phủ. Hai phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được đưa ra lấy ý kiến bao gồm 5 bậc thang và 1 giá điện. Khách hàng được quyền chọn áp dụng giá sinh hoạt theo một trong hai cách. Bộ Công Thương đề xuất mức giá cho phương án điện một giá dao động từ 2.703 cho đến 2.890 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Theo Bộ Công Thương, điện một giá sẽ cao hơn mức giá bán lẻ điện bình quân, hiện ở mức 1.864 đồng trên 1 kWh. Trong khi đó, theo các chuyên gia, mức giá ở phương án một giá điện sẽ khó dưới mức 2.000 đồng 1 kWh. Dự thảo quyết định vẫn giữ quy định hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện. Sáng hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tất cả các cơ quan tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn Đà Nẵng tiếp tục thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ ngày 12 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Riêng huyện Hòa Vang thực hiện kể từ 13 giờ ngày 11 tháng 8. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, không ra ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu. Bên cạnh đó, để siết chặt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, bắt đầu từ ngày 12 tháng 8, Đà Nẵng triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân. Mỗi hộ chỉ được đi chợ 3 ngày một lần. Mỗi hộ sẽ chỉ được phát 5 thẻ vào chợ, tương ứng với 15 ngày, bao gồm ngày chẵn và ngày lẻ. Mỗi thẻ vào chợ có giá trị sử dụng một lần tại bất kỳ chợ nào trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp đóng góp ý kiến pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi. Đại đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng tình với việc tăng thêm mức hỗ trợ đối với những người có công với cách mạng, sẽ điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng đề xuất nên xem xét nâng từ pháp lệnh lên thành luật người có công, thể hiện sự quan tâm, tôn trọng của Đảng, Nhà nước đối với những người có công với cách mạng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề xuất nên bổ sung thêm người nước ngoài, người không có quốc tịch Việt Nam có nhiều đóng góp, có công với cách mạng Việt Nam vào trong pháp lệnh, được hưởng các chế độ hỗ trợ như các công dân Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay, Đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã diễn ra tại Hà Nội. Tại đại hội này, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng bộ khối các cơ quan trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng đó, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, có trí tuệ, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, có khả năng đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ, bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, sau bệnh viện C, từ 0 giờ ngày 11 tháng 8, bệnh viện thứ 2 trong tổng số 3 bệnh viện từng được xem là ổ dịch của Đà Nẵng đã kết thúc thời gian phong tỏa cách ly. Ngay trong sáng nay, hơn 110 bệnh nhân đã được rời bệnh viện để trở về nhà. Trước khi kết thúc phong tỏa, gần 400 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 3 với COVID-19. Sáng nay, các bệnh nhân được bệnh viện phối hợp với các tổ chức thiện nguyện bố trí phương tiện đưa đón tận nhà, đồng thời khuyến cáo bệnh nhân và người nhà tiếp tục cách ly tại gia đình thêm 14 ngày nữa. Kết thúc thời gian cách ly và trở về nhà, nhiều bệnh nhân cho biết suốt thời gian cách ly, nhân viên y tế Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng
vẫn chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân nội trú tại bệnh viện, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho mọi người. Cũng từ 0 giờ đêm qua, 4 tuyến đường xung quanh 3 bệnh viện lớn cũng đã kết thúc phong tỏa sau khi hơn 1.700 người dân trong khu vực này đã được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Bên cạnh việc dỡ lệnh phong tỏa đối với bệnh viện phục hồi chức năng và chỉnh hình thành phố Đà Nẵng, thì từ 0 giờ đêm qua, hơn 1.700 người dân sống xung quanh ổ dịch lớn 3 bệnh viện của Đà Nẵng cũng đã kết thúc thời gian cách ly. Tất cả số người dân này đều có kết quả âm tính. Và đây là một trong những tín hiệu khả quan, chứng tỏ công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh tại Đà Nẵng đang có tiến triển tốt. Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tình hình dịch COVID-19 đang diễn tiến rất nguy hiểm. Hiện nay, những người là F1 xét nghiệm dương tính có chiều hướng tăng dần. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng, hiện có 11 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện nay đó là truy vết và xét nghiệm trên diện rộng để nhanh chóng sàng lọc bệnh nhân đang tiềm ẩn trong cộng đồng. Đây là một trong 100 đội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm cao. Mô hình lấy mẫu là mỗi hộ gia đình vào chung một mẫu. Nếu có kết quả dương tính, sẽ xét nghiệm lại từng người. Để trả lời kết quả nhanh cũng như là thông tin chính xác, thì cái việc mà nhận thông tin đầu vào kèm theo lấy mẫu, thì cái chính là cái khâu này nó sẽ gây trở ngại trong vấn đề về thời gian. Một vấn đề thứ hai cũng có tăng trong xét nghiệm nữa, đó là cái nguồn sinh phẩm và cái nguồn cung ứng sinh phẩm thì nhiều lúc lại không theo kịp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật là đơn vị xét nghiệm COVID-19 chủ lực của Đà Nẵng. Hiện nay, đơn vị này có 13 máy xét nghiệm, trong đó 11 máy là mượn từ bên ngoài. Gần 70 nhân viên kỹ thuật làm việc 24/24, mỗi ngày có thể xét nghiệm được trên 5.000 mẫu bệnh phẩm. Qua kiểm tra thực tế tại phòng xét nghiệm COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế mua sắm thêm thiết bị, tạo điều kiện tốt nhất để Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm. Cái phương pháp mà lấy mẫu nhóm này, tức là khoảng là 5 người chúng ta ghép vô là một nhóm và vô trong một lần lấy mẫu trong một cái ấm như vậy, thì chúng ta cải thiện đáng kể về cái tốc độ lấy mẫu. Và cái chiến lược mà xét nghiệm thì chúng ta làm thành thục cái quy trình này, đặc biệt là cái quy trình nhóm, thì chúng ta có một sự cải thiện đáng kể về số lượng và chúng ta có thể chạy sớm, chạy trước cái sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Hiện nay, Đà Nẵng có 4 đơn vị được cấp phép xét nghiệm COVID-19 với năng lực xét nghiệm lên tới 10.000 mẫu mỗi ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đà Nẵng dự kiến phải tăng tốc xét nghiệm hơn nữa trong thời gian tới bằng sự chi viện thiết bị xét nghiệm từ Bộ Y tế. Đà Nẵng xác định xét nghiệm sẽ là nhiệm vụ chủ lực để dập dịch trong giai đoạn tới. Sau gần 3 tháng phải ngủ đông trong mùa du lịch vì dịch COVID-19, ngành du lịch của thành phố Hồ Chí Minh vừa lấy được đà phục hồi với hàng loạt chương trình kích cầu vào đầu tháng 7. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi dịch bệnh bùng phát trở lại. 6 tháng đầu năm ngoái, doanh thu của doanh nghiệp du lịch này lên đến hơn 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, cùng kỳ năm nay, con số sụt giảm tới hơn 70%. Chỉ riêng trong 2 ngày 26 và 27 tháng 7, khi Đà Nẵng tạm ngừng đón khách để phòng chống dịch, hơn 20.000 chương trình du lịch của doanh nghiệp đã phải hủy bỏ. Đà Nẵng và các tuyến có liên quan đến Đà Nẵng như là Đà Nẵng, Huế, Hội An chiếm đến 20% cái lượng khách nội địa của công ty. Và vì vậy mà với cái tình hình mới này thì toàn bộ cái tour cũng như là khách hàng đến với Đà Nẵng và các khu vực này thì đều bị hủy bỏ. Và chúng tôi dự kiến là thiệt hại trước mắt là khoảng 20% cái lượng khách hàng. Các doanh nghiệp lớn như Sài Gòn Tourist cũng phải hủy hơn 10.000 chương trình du lịch. Fiditour, Hòa Bình hay TST bị hủy khoảng 5.000 chương trình. Điều này đang khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực lớn hoàn tiền cho du khách. Bởi đa số các dịch vụ đều đã thanh toán trước cho các đơn vị cung ứng tại điểm đến và ngành hàng không. Hàng không Việt Nam cũng như là một số hãng thì có cái thông tin rằng là họ sẽ đề nghị khách hàng chuyển sang một chuyến khác, dời ngày cũng giữ hành trình hoặc có quyền đổi hành trình, nhưng làm sao đó là duy trì chuyến đi. Thì đó thực sự nó là cái khó khăn đối với chúng tôi. Bởi vì số tiền của khách hàng đặt qua cho chúng tôi thì họ mong muốn là hủy thì họ sẽ nhận lại đủ số tiền đó. Đối với là các cơ sở lưu trú nằm ở khu vực Đà Nẵng thì hiện nay dường như 100%. Thì chúng tôi đang làm việc trên tinh thần là họ sẽ hỗ trợ để hoàn lại. Nhưng cái thời gian hoàn thì thường 30 đến 45 ngày. Hiện tại thì đã có 57 doanh nghiệp lữ hành quốc tế phải tạm ngưng rút giấy phép hoạt động. Và rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong
thị trường inbound là phải điều chỉnh, có doanh nghiệp là tạm ngưng và có nhiều doanh nghiệp chuyển đổi qua cái thị trường nội địa. Và hiện tại thì số lượng doanh nghiệp lữ hành ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang gặp khó khăn thì rất lớn. Theo thống kê của ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh, đã có tổng cộng khoảng 35.000 chương trình du lịch của các doanh nghiệp trên địa bàn phải hủy trong thời gian vừa qua khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Thưa quý vị, đến cuối tháng 7, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỷ đồng với tổng kinh phí là trên 17,5 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, còn nhiều trường hợp người lao động, hộ kinh doanh đang chịu những tác động tiêu cực, cuộc sống khó khăn vì dịch bệnh nhưng chưa nằm trong diện được hỗ trợ. Do đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12 năm nay với hồ sơ thủ tục đơn giản hơn. Đối với những giáo viên này, dịch bệnh COVID-19 đã khiến công việc dạy học bị gián đoạn, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, họ lại không thuộc diện nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện tại nhiều người lao động không được nhận hỗ trợ vì vướng mắc các điều kiện của gói 62.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp hết đơn hàng có thể nó kéo dài từ tháng 7, tháng 8, thậm chí cho đến cả cuối năm. Cho nên là cái việc mà người lao động bị mất việc hoặc là tạm dừng việc hoặc thậm chí là thỏa thuận nghỉ việc không lương nó sẽ tăng lên. Và như vậy là nếu mà mình chỉ dừng ở tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì sẽ không có người lao động, mặc dù là người ta thực sự khó khăn trong những tháng tới thì sẽ không được hỗ trợ. Nên áp dụng là không chỉ những cái đơn, không chỉ là doanh nghiệp mà phải sửa cái chữ doanh nghiệp thành cái chữ người sử dụng lao động. Cái điều kiện là doanh nghiệp mà không có doanh thu ấy thì chúng ta nên là quy định là doanh nghiệp bị giảm doanh thu. Để phù hợp với điều kiện thực tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn từ gói an sinh xã hội. Khẳng định trong nghị quyết, nó yêu cầu các địa phương, các bộ ngành phải tiếp tục đẩy nhanh cái việc hỗ trợ cho người dân. Đặc biệt là quan tâm đến những cái hộ kinh doanh mà bị ảnh hưởng sâu, đồng thời là tập trung hỗ trợ các cái doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái vốn để trả lương cũng như là phát triển ổn định cái công ăn việc làm cho người lao động. Những cái gì vướng mắc trong thời gian vừa qua để có thể điều chỉnh về yêu cầu, về tiêu chí để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận cái vốn vay tái thiết này một cách nhanh nhất. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung hỗ trợ thêm nhóm giáo viên trong các cơ sở giáo dục dân lập tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo thu chi thường xuyên mà bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên. Đồng thời, Bộ đề xuất mở rộng các tiêu chí để doanh nghiệp có thể vay vốn hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương cho người lao động.